cà rốt. Bà con ta không nhỏ không, cà rốt là nó tốt vô cùng, nó tốt cho sức khỏe của người ăn. Bởi vì như vậy là nó làm cho con người chúng ta rất là khỏe mạnh. Mà có những người như thế này, bệnh như thế này, vui lòng đừng ăn cà rốt. Nhưng bà con ăn cà rốt vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Cho nên vui lòng đừng ăn. Đó là những người có chứng bệnh đừng ăn cà rốt, là những người mắc bệnh vàng da, da vàng vàng á, tóc bón, táo bón, ngộ độc, natri rối loạn kinh nguyệt, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, dị ứng với sải sản, say rượu, đang uống rượu, là vui lòng đừng ăn cà rốt để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Nhớ bà con, nhớ nha bà con, là bệnh vàng da, táo bón, ngộ độc natri, rối loạn kinh nguyệt, phụ nữ đang cho con bú, bà bầu, dị ứng với hải sản, say rượu, đang uống rượu, là vui lòng đừng ăn cà rốt. Còn lại là những người kia nó tốt, vì cà rốt nó có lợi cho sức khỏe, nó cung cấp cho cơ thể sự bền bỉ, dẻo dai, tốt cho tim mạch, ổn định cân nặng, giảm cân, giảm nguy cơ ung thư, hỗ trợ các bệnh về đường ruột, tốt cho mắt. Trẻ em lên ban sưởi, ho gà, ho khan, chống vi khuẩn răng miệng. Nhưng mà ta ăn cà rốt là người lớn, nam nữ, là một tuần không quá 300 gram. Trẻ em và người lớn tuổi một tuần không quá 150 gram. Như vậy là nó sẽ tốt, và tốt cho sức khỏe của mình. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào.